Chiều 11 tháng 9, nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng đã cất cánh từ Hà Nội đi cứu trợ đồng bào đang chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ do bão số 3 gây ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, vào lúc 13 giờ 04 phút ngày 11 tháng 9, máy bay trực thăng hiện đại EC-155B1 mang số hiệu VN-8621 được điều khiển bởi tổ bay gồm các phi công Trung tá Lê Hải Đăng, Phó Giám đốc Công ty Trực thăng Miền Bắc lái chính, Đại úy Hoàng Anh Đức lái phụ cùng Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Tiến Dũng, cơ giới trên không, đã cất cánh thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa to, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng hóa được tổ bay mang theo để cứu trợ bà con vùng lũ gồm lương khô, sữa, mì ăn liền. Tới 14 giờ 8 phút, tổ bay đã hạ cánh tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, bàn giao toàn bộ vật chất tới Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nguyên Bình để phục vụ công tác tiếp tế cho bà con đang chịu hậu quả của mưa lũ. Tổ bay đã cơ động trở lại Hà Nội và hạ cánh tại sân bay Gia Lâm lúc 15 giờ 25 phút cùng ngày, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Binh đoàn 18 đã sử dụng trực thăng bay phục vụ công tác thị sát, đánh giá việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.